Hi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube đồ nghề Nhật Bãi của mình. Thì hôm nay mình sẽ lên sóng một số ít đồ nghề. Anh em xem đồ thanh lý nhá. Thì mình nói trước, hôm nay là cái đồ thanh lý. Thì anh em mình nói trước là mình sẽ nhận chuyển khoản, không nhận ship COD đồ thanh lý. Đồ thanh lý thì nó như thế nào? Thì mình xin nói trước tất cả đây là hoạt động hoàn hảo. Anh em nghe cho kỹ nha. Tất cả hoạt động hoàn hảo. Nhưng mà có một vấn đề. Tại sao mình thanh lý thì anh em sẽ thắc mắc tại sao đồ tốt lại bán rẻ, đúng không? Thứ nhất là mình dọn kho. Thứ hai là mình cần tiền. Thứ nhất mình dọn kho là đây là anh em nào mà tới mua trực tiếp của mình á, thì đều biết là chỗ của mình nó rất là nhỏ nên là mình không để được nhiều. Đó. Thì nên là mình thanh lý. Đó, tại vì nó chật chỗ này kia, hàng của công ty về chứ không phải là nhà của mình. Ví dụ nhà của mình này kia có mặt bằng thì nó khác, giống như một số này kia người ta thanh lý thì nó rẻ, và mình thanh lý là thanh lý thật sự chứ không phải là đăng lên rồi không bán này kia. Nhiều anh em gọi điện cho mình hỏi là ủa mới đăng đây mà hết, thì mình bán rồi chứ không lẽ mình giữ làm cái gì. Thì anh em nào mà một số anh em giao dịch trực tiếp với mình á thì tới đều biết cái phòng của mình nó chỉ khoảng tầm khoảng 12 mét vuông thôi, còn nhỏ hơn một cái phòng trọ nữa. Đó, thì mình sẽ thanh lý. Thì giá thanh lý nó như thế nào? Thứ nhất là có một số đồ giá nó bằng ngoài bãi và có một số đồ nó thấp hơn. Đó, thì nếu mà anh em cầm một cái số tiền này ra, anh em ngoài ra ngoài bãi anh em mua thì mua mù, biết mù ha. Đó, còn ở đây là mình bán sống cho anh em. Đó, cái giá này ngoài bãi anh em có thể mua được. Nhưng mà anh em chưa biết nó sống hay chết nên đó là cái coi như mình lỗ công, hoặc là có những cái bán giá rất là sâu dưới cái giá vốn luôn. Đó ha. Và anh em lưu ý là anh em xem cho kỹ, mình quay đều mọi góc cạnh đó để tránh anh em về anh em kêu là mất lòng rồi thất vọng thế này kia. Thực sự luôn, giống như mình bán một cái hộp đồ, mình có nói nó gãy bạn lề này kia, và thì anh gọi điện trách mình là tại sao hộp đồ nó bẻ te tua, thì mình cũng có nói luôn là anh coi trên clip đó, thả thận giá cả thì từng món ở đây mình đều có để giá ha. Đó, nên là anh em mọi khiếu nại về sau này mình không giải quyết, trừ trường hợp mà mình test trên clip về anh em cắm điện nó không lên, hoặc là cắm lộn điện, thì cắm điện không lên thì đồ điện thì nhiều khi nó hên xui nha, mình không nói trước được. Còn mà anh em cắm lộn điện thì mình không giải quyết, còn bên vận chuyển làm bể làm gãy đồ của mình thì mình sẽ chịu trách nhiệm với cái đó, là do mình gói hàng không kỹ rồi thế này kia, mình sẽ giải quyết với bên vận chuyển đó ha. Anh em lưu ý kỹ cho mình để tránh trường hợp mất lòng nhau. Còn không thì anh em cứ tới tận nơi, anh em sợ chuyển khoản thằng này nhóc con này nó lừa đảo này kia thì tới tận nơi mắt thấy tai nghe tay sờ, tiền trao cháu múc nha. Đó, địa chỉ của mình nó có rõ, số 55 đường Sông Hành, quốc lộ 22, phường Tân Hưng Thuận, quận 12. Đó, mình cũng có nói rõ là mình không ship COD. Anh em nào đồ thanh lý mình không ship COD, anh em nào muốn ship COD thì vui lòng bỏ qua, tại vì mình cũng nói rõ luôn đó. Nên là anh em tôn trọng mình thì mình sẽ tôn trọng anh em. Đó, một số anh em muốn mình COD nhưng mà mình không đâu, anh em có thể mua bên chỗ khác cũng được ha, để tránh mất lòng nhau có những lời nói không hay, chứ mình đã nói rất rõ trên này rồi. Rồi, lan man vậy đủ rồi, bây giờ mình sẽ vào vấn đề chính. Mã số 1 là một cái lọc nước. Đây, lọc này hoạt động tốt nha anh em. Tất cả hàng thanh lý ở đây mình đều hoạt động tốt. Cái lọc nước này của hãng Espring nè. Ở đây nó sẽ có những cái chế độ như lọc tia UV này kia. Thì anh em nào mà có máy lọc nước ở nhà thì sẽ biết cái chế độ cục lọc này. Ở đây là hai đường nước ra vô nè. Và đây là cái đường dây của nó. Cái này nãy mình mới test nên là nước không à. Đây. Đây là cái cục lọc của nó. Cục lọc này nó có một cái vấn đề là dây. Đây, ở bên này thì mình nhét được vô cái dây này. Anh em nào có dây á, hoặc nhà đang có cái cục lọc giống như vậy thì có thể mua xài. Cái dây này thì mình nhét vào đây được, một bên to bên nhỏ. Đầu tiên là dây trước đi ha, anh em thấy một bên to bên nhỏ rõ ràng nha. Đó, thấy không? Đó, thì cái dây này thì mình lại đút vào đây không vừa. Mà dây to này mà đút vào bên nhỏ thì nó lại lỏng, nó không có ăn khớp, chỉ có đút vào đây mới được thôi. Đó, nên là anh em nào về có thể làm cái đoạn dây này lại. Đó, nó chỉ bị cái này thôi, tại vì mình không hiểu sao là dây như vậy lại không nhét vào được, hoặc là anh em cuốn cao su non dày lên và anh em nhét bằng cái này vào, anh em cắt cái đoạn, bỏ cái đoạn nhỏ này đi, anh em thấy hai lỗ không, mình nhét vào đây không vừa, cái này thì nó lại bị rộng ha. Đó, đó là cái vấn đề này, giống như mình nhét cái vào cái lỗ này nè,
đó, nó ép vào nhưng mà mình rút ra vẫn được, thấy không? Còn bên này thì nó khác. Đầu tiên là cái cục lọc đi. Còn cái này á thì anh em sẽ gắn vào vào vòi nước của nhà anh em nè. Nó sẽ lên cái đường này. Đó, còn đây là chỉnh chế độ. Đó, chỉnh chế độ nè. Cái này mà anh em nào mà có cái lọc này ở nhà rồi thì sẽ biết ha, có cái cục lọc này rồi thì biết cái chế độ hoạt động của nó. Tại vì thật sự mình cũng không làm đâu, mình chỉ test biết nó sống thôi. Rồi, ở đây là cái cục nguồn. Cục nguồn này là nó xài điện nha anh em. Điện, nhưng mà nguồn ở đây là nó ra bao nhiêu volt ta? Nó ra là 19V, xài 20V. Điện này là anh em xài được 100 hoặc 220V đều tùy nha. Tại vì nó là cái cục adapter thôi. Đó, nguồn nó ra là 19V, điện 2.2. Anh em xài 110 cũng được. Thì đây, đây bên trong là cái cục lọc của nó nè. Bên trong là cục lọc. Đó, cái này của hãng Amway, rất là mới. Đây, để mình mở cục lọc lên cho anh em. Đó, cục lọc thì anh em có thể thấy đây, cục lọc này là DES 2015 của Martin USA. Cái thông số mà cục lọc nó còn lọc được bao nhiêu lít nó đều hiển thị trên này luôn nha anh em. Đều hiển thị trên này luôn. Đó, cục lọc bên trong nè. Rất là mới. Đó, rất là mới. Cái này dơ anh em do tay của mình thì anh em về anh em sẽ làm lại bằng cái là rửa đi nha. Tại tay của mình nó dơ. Đó, còn cái phần nước lọc thì nó sẽ qua đây. À, bên trong rất là mới. Cục lọc này nó rất là mắc. Anh em nào chơi đồ lọc nước thì sẽ biết. Đó, và anh em chỉ việc ấm dưới đây và anh em vặn thôi là cứng. Đó. Đây, để mình đậy nắp lại và mình đậy lên điện cho anh em. Ở đây thì mình chưa vô nước là nó sẽ báo nha, nó báo nguồn. Đó, anh em thấy không? Đây đó, khi mà anh em vô ở đây nó đang báo là chưa có vô nước. Đó, khi mà anh em sử dụng thì nó sẽ có đầy đủ cái thông tin hiện lên trên này. Rồi, giá của nó là 950.000. Anh em về anh em lấy cái cục lọc không á, anh em mà có một cái ở nhà giống như vậy anh em lấy cục lọc anh em mua gắn qua nó cũng hòe tiền. Tại vì cục lọc của này rất là mắc. Đó, giá là 950.000. Rồi, tiếp theo mã số 2 mình xin nói trước, nặng cái này nặng khoảng 15-17 kg gì đó, mình không nhớ nữa tại vì lâu quá rồi. Nặng khoảng 15 kg đi, có khi hơn nha anh em, không dưới 15 kg. Thì đây là một cái sạc pin công suất lớn, nhìn bề ngoài nó hơi cũ. Đây, anh em nhìn 4 vách nó nè, nó hơi cũ đúng không, chóc sơn nè, rất là nặng nha anh em, nặng hơn 15 kg á. Đây, anh em nhìn nó cảm giác nó hơi cũ đó, nhưng mà nó rất là nặng và hoạt động tốt. Điện 100V. Ở đây thì để mình tắt dây ra. Điện 100V. Cái này nó đứt dây nguồn, mình đã đổ dây nguồn lại rồi. Thì ở đây là nó sạc bình là nè, 6 12V, và đây là 24. Ở đây là 2 cộng trừ. Đó, anh em có thể thấy 2 cộng trừ. Ví dụ như anh em xài 6 12 thì anh em gắn cọc âm vào đây. Ví dụ như anh em sạc 24 thì anh em vặn vào đây. Và đây là những cái cầu chì sạc bình nè. Đây là chế độ hẹn giờ. Đó, chế độ hẹn giờ. Còn đây là mức sạc. Anh em muốn sạc nhanh thì anh em lên mức 456. Tăng sạc cực nhanh đó thì 789. 456, 123 là sạc bình thường. Đó, đây là đèn báo. Thì đây là đồng hồ hiển thị. Cái này hình như là nó sạc, nói chung nó sạc công suất lớn lắm. Nó rất là nặng. Nó bị mờ tem rồi, mình không nhớ nó bao nhiêu ampe. Mình không nhớ nó bao nhiêu ampe, nhưng nó sạc cái bình lớn cả 100A cũng được nha anh em. Tại vì nó rất là nặng. Đây, bây giờ mình sẽ tắt cái chế độ hẹn giờ đi. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm điện ha. Cái kích thước thùng của nó thì đây, để mình đo kích thước thùng của nó. Chiều dài là 35 nha. 35. Chiều cao là 20 và chiều ngang là 22. Rất là nặng. Đang
sau có cầu chì bảo vệ luôn nha anh em. Đằng sau là cầu chì. Cầu chì nằm hết rồi đây. Đó, ở đây nó còn bịch cầu chì zin luôn cho anh em khi mà anh em có đứt cầu chì. Đó, cầu chì 30A. Đó, cầu chì nguyên một vàng đằng sau luôn nha. Ở bên trong còn rất là mới nha anh em. Nhìn bên ngoài cũ nhưng mà bên trong rất là mới. Mình đã mở ra rồi, thay ốc rồi nè. Đó, anh em thấy mấy con ốc trắng trắng hay là ốc inox mình thay vô đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đo. Đo và mình sẽ lấy điện cho anh em. Đó. Mình sẽ giảm lại nha. Đây, bây giờ mình sẽ đo điện cho anh em. Bây giờ mình sẽ đo điện đi. Bây giờ mình kẹp vào cái này. Đó. Cọc âm là cọc dương là cọc này ha. Cái sạc bình này công suất lớn nha anh em. Tại nó cũ nhưng mà nó rất là ok. Đây. Mình đang ở mức số 2. Mình đang ở cái này ở mức số 2. Và đây là số volt của nó. Bây giờ ví dụ mình tăng lên mức số 3 thì nó sẽ lên tới 15V. Anh em thấy không? Đó là sạc nhanh. Đây. Nè, sạc nhanh nè. Nên mình đang ở mức số 3. Anh em để ý lúc mà mình vặn cái núm này. Khi mà mình vặn lên số 7 nè, nó lên tới 17V. Đó. Nó là sạc công suất lớn nha anh em. Còn anh em sạc chậm bình thường thì nó sẽ vào khoảng 11V. Nói chung anh em sạc số 3 là anh em xài cho xe máy, vô tư số 4 chứ. Số 4, 13 phải mấy là nó tương ứng với cái cục sạc xe máy của mình. Đó coi, bây giờ mình sẽ thử qua cái thằng 24V. Đây. Cái này nó bắt buộc anh em phải hẹn giờ nha. Cho anh em hẹn giờ khoảng 30 phút. Thì đây là 22V nè. Mình đang để cọc 24. Đó, anh em tăng lên. Lên 25. Tăng lên là lên 27. Đó, anh em nhìn ở đây và mỗi khi mình tăng lên một nấc nè, nó sẽ nhảy volt. Đó, thấy chưa? Cái này là sạc cực đại rồi nè. Số 9 họ là lên tới 34V. Là sạc rất là nhanh. Còn anh em xài bình thường, anh em để số 3, số 4 thôi. Số 5, số 6 cũng được. Nó khoảng 27V vào nguồn 24. Cái này đang hoạt động ok nha anh em. Đó, không lỗi lầm. Đây. Còn anh em muốn test bình á, anh em cặp cái này vào bình xong anh em ấn cái này lên thì nó sẽ hiển thị cái ắc quy nó đang ở bình bao nhiêu. Và đây là cái đèn nguồn. Ha, đây là cái đèn nguồn. Rồi. Đó, mình đã mở ra mình vô dây lớn, dây zin của nó. À, dây lớn, dây zin của Nhật chứ không phải là của cái bên sạc bình này. Giá là 1,2 triệu. Anh em cầm 1,2 triệu ra ngoài bãi là không mua được cái sạc bình này nha anh em. Bao luôn. Đó, mua được mà chưa biết nó sống nữa. Không mua được đâu. Bảo đảm luôn. Rồi, tiếp theo mã số 3. Mã số 3 là một cây cưa kiếm Hitachi còn cực kỳ mới. Đây. Rất là mới nha. Cái này thì mình có mở ra để mình kiểm tra bên trong rồi. Tại vì bắt buộc phải mở ra. Để coi than cổ góp này kia nó còn nhiều không á. Mình đây là điện 100V, công suất là 650W của Hitachi. À, anh em thấy không? Đó còn rất là mới nha. Anh em nào mà có đồ Hitachi về nhà có thể nhìn cái này để biết cái đánh giá cái mức độ mà mới đẹp của nó. Này là một con cưa kiếm. Lưỡi này là lưỡi thông dụng ở Việt Nam. Thông dụng ở Việt Nam nên là anh em không có phải lo là vấn đề không có lưỡi, không có này kia. Thông dụng, anh em mua được hết. Và đây là phần điều tốc. Bây giờ mình sẽ test thử cho anh em ha. Dây zin, cái con này là tất cả nguyên zin nè. Đó, dây Hitachi zin luôn. Rất là mới. Đó, anh em thấy không? Nó chạy là bình thường, hoạt động tốt nha. Đó, giá là 650 ngàn. Hoạt động ok, không lỗi lầm, không vấn đề. Ở đây nó bị rách một miếng cao su nè, mình đã dán bằng, mình đã cố định nó bằng cái dây rút
đó, lưỡi là lưỡi 300 mình kèm cho anh em, nhưng mà khi mà ấy thì mình sẽ tháo ra, khi anh em thay á, thì anh xem sẽ mở cái con lục giác ra và anh em rút lưỡi ra. À, cái này hoạt động bình thường. Rồi tiếp theo mã số 4, mã số 4 vẫn là một cái khoang taro của Hitachi, cái dòng này cũng của Hitachi luôn. Đây là một con taro Hitachi điện 100V nè, công suất 285W, ha, vòng tua là từ 60 đến 330 vòng trên 1 phút. Thì con này là một con taro, nó sẽ không phải là máy khoan. Và nhiều anh em sẽ hỏi taro là gì, thì bây giờ mình sẽ thử cho anh em. Đây, đây là một cái đạn mình đã taro sẵn nha, cái lỗ mình đã taro sẵn ở đây. Bây giờ mình sẽ đặt lên. Cái con này á thì bình thường anh em quay nó sẽ thấy nó quay ngược đó, anh em ấn xuống nó mới quay quay thật nha anh em. Đây mình sẽ taro ra đó, ví dụ mình cần taro cái này đi nha, mình sẽ taro như vậy đó. Đó khi mà xuống như vậy và khi mình nhả lên nè, anh em thấy cái này sụp xịt không, khi mà anh em ấn xuống nó sẽ quay thật, nó đi vô. Còn khi mà nhả ra nó sẽ quay trở lại. Đây mình nhả ra đó là không cần phải làm gì hết, nó sẽ quay ngược. Khi mà anh em ấn xuống cái phần này, anh em ấn xuống thì nó sẽ quay thật nhá, ấn xuống quay thật, nhả ra cái này. Mà anh em nào mà làm nghề cơ khí mà phải taro nhiều thì anh em sử dụng cái này rất là ok, nó tiết kiệm cho anh em rất là nhiều đó. Cái này là một cây taro nha, chứ không phải là cây khoan nha anh em, tự động đảo chiều giống như một cái khoan bàn mà anh em taro tự động á, nó cũng một dạng như vậy đó. Rồi giá của nó là 900.000. Cái này không kèm mũi taro nha anh em, mũi mình chỉ dùng để test cho anh em thôi. Rồi tiếp theo mã số 5, mã số 5 là một cây khoan góc. Đây một cây khoan góc mình đã nới lỏng ra để thao tác cho anh em dễ đó. Đây là một cây khoan góc của hãng Hitachi luôn, điện 100V, công suất là 580W, vòng tua là 450 vòng trên phút. Tại vì nó là khoan góc nên nó cần cái tua chậm, và đây là đảo chiều trái phải. Bình thường anh em ví dụ như mở một số góc kẹt á, ví dụ như anh em sẽ không thể mà đút vào vậy, anh em khoan thẳng như vậy được, thì nó sẽ dùng cái góc này để anh em khoan đó, hình dung đâu. Nếu mà anh em nào làm bên cơ khí hoặc là một số lĩnh vực thì sẽ biết đó. Khi mà anh em đó, đây là khi mà mình chế độ khoan góc nè. Còn khi mà anh em không muốn khoan góc, anh em mở ra, mở cái đầu khoan này ra, mở cái này ra nha. Rồi rút cái này ra, cái này là nó cho phép mình, nó cho phép mình là thay đổi khoan thẳng hay khoan góc đó. Ví dụ như anh em ở đây là một cái chiều là 2 nè, low nè, ví dụ như anh em muốn tua chậm ra tua nhanh thì anh em đổi cái đầu này vào và anh em ra cái đầu này đó, và anh em cắn vào đây thôi, nó sẽ có đảo chiều nha anh em đó. Khi mà anh em ấy, anh em rút cái này ra, anh em vặn vào bên kia, cái con chốt này là con chốt tán để tránh tránh cái khoan nó tránh cái này nó ép sát vào quá, tháo ra nó khó khăn, thì con này nó có công dụng là như vậy đó. Nè ở đây nó có chữ 2 low là cái tỷ số chuyển động đó nha anh em, đó chữ H và chữ low nè. Rồi khi mà anh em muốn khoan thẳng thì để mình mở cái này ra luôn. Rồi anh em muốn khoan thẳng thì anh em rút cái bộ kit này ra, mở cái này ra luôn đó, và anh em gắn cái này vào. Cái này nó răng ngược nha anh em, cái cây ở trên này nó răng ngược và cái kiểu của nó như vậy chứ nó không bị gãy nha anh em, nên anh em nên phân biệt để mất công lại kêu là mình thế này thế kia đó. Và anh em gắn vào đây rồi, và bây giờ anh em đã có một cây khoan thẳng đó, anh em có một cây khoan thẳng anh em xài là ok đó. Còn khi mà anh em muốn khoan góc thì anh em gắn cái bộ kit này vào thôi. Đây bộ kit chuyển động của nó đây, để nó truyền ra
ra, và cái này là anh em bọc lại đó, và anh em siết giống như siết cổ dê vậy thôi, không vấn đề đó, siết cổ dê. Và anh em siết cái phần này vào phần mũi khoan, và phần này là phần chuyển động từ từ máy ra cái phần chuyển góc này đó. Còn đây là cái phần tay nắm để anh em thao tác đó, còn không anh em khoan thẳng thì anh em sẽ gắn nó vào đây và anh em cầm cho nó tiện rồi. À, cái khoan này có giá là 1,5 triệu. Cái khoan góc này đúng nghĩa là khi cần thì không có, mà khi có thì không xài. Nó đúng nghĩa là như vậy luôn đó, tại vì bản thân mình nhiều khi hồi trước cũng cần một cái khoan góc để xài, nhưng mà bây giờ có rồi nè, cũng đâu có làm gì đâu, nên là giờ bán. Đó, đây là một cây khoan góc, giá là 1,5 triệu của Hitachi nha anh em. Số 3, số 4, số 5 là một cái bộ chọn bộ của Hitachi. Tất cả đồ thanh lý hôm nay mình hoạt động tốt nha. Rồi, tiếp theo mã số 6. Mã số 6 này thì mình để nó chật nghèo á, đợt trước đang bán 1,6 triệu, đợt này bán luôn xuống 1,2 triệu. Nói chung là lỗ, lần nào nó cũng lỗ rồi. Rồi, đây là một cái cây bơm, bơm nhớt thùng phi. Chiều dài tổng là 1m2 nha anh em, từ phần đít tới phần ấy là phụ bì luôn á, là 1m2. Đó, dây này dây viên, điện ở 100V, công suất nó khoảng 100W, nhưng mà nó bị mất mạc rồi, mất mạc mất tem rồi nha anh em, nên là mình đáng giống cái con đằng trước mình bán như vậy. Cái phần giữa này thì nó có con ốc này, mình không biết để làm gì, không biết nó có mở ra được không nữa, chưa biết. Đó, còn phần này thì nó có 3 phần ren để anh em bắt ống vào và anh em siết cổ dê vào phần hút ra nè. Đó, hoạt động tốt luôn nha. Còn phần này dưới này nó có một cái cánh quạt để nó bơm, nó không có lọc. Nó không có lọc, anh em về có thể chế cái miếng lọc sắt hoặc lưới lọc á. Anh em phụ vào đây và anh em vặn hai ống này ra phụ vào. Phần dưới này là cánh quạt bơm nha, anh em nên làm chế một cái lọc. Đó, cái này hoạt động tốt, ok, bình thường, không lỗi lầm. Ở đây nó có cầu chì chống quá tải luôn. Cầu chì, đây là cái cầu chì của nó, và đây là công tắc. Điện 100V, zin tất cả nguyên con. Giá của nó là 1,2 triệu, cây bơm nhớt thùng phi. Bơm nhớt thùng phi nha. Rồi, thì hôm nay đồ máy mình có như vậy thôi. Thì anh em có cái gì ủng hộ mình thì liên hệ mình. Một, giao dịch trực tiếp tại số 55 đường Song Hành quốc lộ 22, phường Tân Hưng Thuận, quận 12. Trước khi tới thì điện thoại hoặc nhắn tin cho mình, tốt nhất anh em nhắn tin tại vì mình chạy xe rất là nhiều. Cái thứ ba, cách thứ hai là anh em có thể chuyển khoản và mình sẽ giao hàng một số, và tất cả đồ thanh lý này vì thì mình không bao ship, anh em tới tận nơi lấy thì như một số đồ nặng mình sẽ bớt tiền xăng cho anh em như là 50.000 gì đó ha. Nó mình nói rất là rõ ràng, anh em vui lòng xem kỹ, đọc kỹ và nghe kỹ đó, để tránh là mất lòng nhau. Đó, nguồn gốc hàng hóa mình đều nói rõ ha, hàng bãi nó cũng có hàng bãi, cũng có tên có tuổi chứ không phải là không tên không tuổi, thì mình cứ mặc định nó hàng Trung Quốc hay gì, nhưng là hàng tốt hay không tốt thì mình đều nói rất là rõ, tại vì mình là trên một cái cương vị là một người sử dụng máy và sử dụng đồ nghề rất là nhiều, nên mình biết cái nào nó tốt hay không tốt dành cho anh em, nó phù hợp với công việc của anh em. Rồi, xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại ở video clip tiếp theo.